Đường. Trời, cái dây xuống đây. Ui, chị lấy vô. Ai chưa chưa đừng xuống từ cái mẹ đu như kỹ mẹ là hay luôn trời ơi trời cái gì vậy đốt không cái mà cháy cái trên kia rồi đốt người ta đốt rẫy không cái ai à. Cáo đâu ba tê ơi mày quá nó tới bả là bả nhát bả chỉ liền ôi giờ gà nổi nè da gà dựng ngược luôn á nó đó nào bà sáu lại bà mượn bà cát bà tả đó bà đi bà tả không cho bà cát lá giòn bà chi thiệt á đưa cát lá giòn ừ thiệt mà ghê bà bỏ nghề rồi á bà sáu là chuyên gia cát lá giòn đi chợ bà đoàn bán bỏ sĩ luôn alo ạ alo ê ấy mình với anh Tè sẽ đi tìm một cái loại lá mà về mình làm ăn một cái món ăn rất là mát đó là nhân sâm. Chưa đi thả bò héo hoài luôn giờ không biết có không nè. Đi tìm nó trong nó đang lỏ trong cái đống cây rồi nè. Đi thả bò đó nhiều lắm. Mùa này mùa nén không biết có không nè. Mùa này giả nhân sâm ăn mới đã. Nhìn gì ba tè? Cái lá tè nhìn đầu nó trước. Còn cái đầu nó cuốn chứ. Dạ. Cái lá đó mình nhiều lắm. Cứ từ từ mà cũng có lắm thôi. Hy vọng là có nha. Chứ đừng để lên tới núi rồi mà xu. Cái này mình ta tặng đi người tặng nó lên gì? Đúng rồi. Ở đây mà nó trồng cái này toàn trên núi không à? Đó. Wow, không? Thành dơ một đâm luôn rồi. Wow, thấy đâu? Nhưng mà sao hé đâu? Chỉ có gốc mình luồn chứ là mình kéo tiền luôn. Kéo em sợ nó tuột hết cái lá rồi. Mọi người lá nhanh xăm kìa. Nhưng mà chỉ như vậy mọi người cũng không biết nó đâu đâu. Mình phải tìm cái gốc hả? Cái này gốc hả? Gốc này xong rồi. Không. Ê, cô chừng rén nha. Hồi đó mọi người chăm đi thả bò chơi chơi 5-10 với lại mấy đứa nít á. Trong xóm á, trời ơi, chui vô cái lùm cây ngu ghê luôn. Chui dưới lùm cây xum xuê tốt lắm, chui vô ngồi trọng. Xong hồi tự nhiên á, ngồi im, cái tự nhiên nghe cửa quậy đâu trên đầu á, ngước lên thấy nguyên con rắn lục. Rắn lục đuôi đỏ mà đang chữa nữa, trời ơi. Nó nằm trên đầu á, hú hồn hú vía luôn. Lật đật á hả, tuồn ra ngoài đi, bò nhẹ nhàng vậy nè. Với lại ban ngày cái con rắn lục á, nó không có thấy đường.
cho nên là không sao, chứ không nó cắn một cái là coi như lúc đó tiêu rồi chứ đâu còn giờ đứng đây. Cắn một cái là coi như lúc đó tiêu rồi chứ đâu còn giờ đứng đây. Lấy được dây tâm rồi hả? Yeah, liêm nè, liêm nè. Con rén không mày tờ, sợ quá đi. Wow, quá tờ dây luôn tâm. Wow, trúng nguyên một lần rồi. Cái cây vô mét rồi. Đâu? Cây. Bà tè coi chừng á, bà tè ơi. Vậy nó nữa nè. Lông là nó nè. Ê, nhắm cái dây nào lông là nó đó, cái dây đang xăm là cái lá của nó có lông. Cái giấy nó tuốt hết lá rồi, bà tè. Lượm dữ. Ai, đi thằng mọi người ơi. Đi đưa đưa mượn cái nón lá chứ. Chị em đưa chị mượn cái nón lá với bác. Cần liềm không nè. Lượm tới cái dây này đi. Đây em chết rồi. đem chị. Nhưng mà mình giục cái dây đi phải không? Cái dây lấy vô nè. Chết cho em. Xin cảm ơn. Chạy vậy. Từ từ để mình lượm. Dây này. Nè liêm nè. Chắc đi ba tè ơi, đừng có tuốt lên rất cái đá lá uổng quá. Đây rất không. Đây, lá nhân sâm đây, mình lượm về mình bỏ uổng. Đó, rớt xuống đó. Hay đồ. Đầu trong đầm. Bên đầu em hả? Nè, đợi để anh đi trước anh kiếm. Như vậy đi kiếm đâu? Thì anh đi kiếm nhầm sâm chứ gì đâu. Đi quá trời mà anh. Ngày mấy em sẽ đi chợ mà đòn em bán. Nè. Ngày mai sẽ là thử thách đi chợ bán nhân sâm. Một bịch năm ngon, mua một tặng một. Giò đó thơm lắm, bữa ăn thơm ghê luôn. Thì có nhân sâm này á là đúng là của thiên nhiên luôn nè mọi người, ăn cực kỳ mát luôn. Rất là mát với lại rất là ngon, thơm nữa. Trái đầu nó rớt một cái lá nhân sâm thiệt mất xuống dưới đầu. Uổng quá. Trời ơi. Nguyên một cái dây đằng kia, trong đó leo ra được ngọn rồi nha mọi người ơi. Cái này nó lắc. Anh. Bởi vì cái liệm đau đâu đó. Bà tè. Cái này giống như cái niệm là sao á hả? Lấy cái nó nhúng. Đây, nó cắm. Từ từ em đang leo mà. Bây giờ em đang tìm cái nhánh này, nó chắc chán đây, em đứng đây nè. Chết ca đầu. Giờ, ê, đừng, ê. Giờ. Bây giờ cái liệm đau đó. Ta đưa cho mày mà hỏi con không? Không, tự nhiên bây giờ bỏ ra mắt mẹ đâu. Ủa? Ông này không đi, ông khóa thêm á. Chơi trường. Tìm cái chỗ ngầu không có được cái nè. Đó, em ngầu nó đi. Em chưa có tìm ra được cái cây nào chắc chắn để em liều. Em ngầu đó thôi, nó không có rớt đâu. Tự nhiên nó nghe lời ổng, cái ngầu lên cái nó lọt xuống dưới. Thiệt mà, nè. Nó có rớt, nó có không sao đâu. Đây này. Từ từ, để em cầm cái lùm này trước đã. Đó, anh giục cho em đó. Đâu? Wow, nhân sâm nè. Nhân sâm nè mọi người ơi. Cái liệm giục ra mắt mẹ đâu đó, bây giờ chỉ mất mẹ. Tôi tức quá, tôi leo đẹ qua luôn nè, tôi không biết nhánh nó nào hết á. Cây bù lờ, có cây bù lờ, đứng trên cái thân cây đó. Đây, đó nhân sâm. Đốt em ơi. Đó, da. Cái trời là bỏ con lá dưới giữa nén đâu á. Bà tè, nhìn đó thử tái liềm không bà tè? Không, cái liềm anh giữ mà. Cái gì? Cái liềm anh giữ mà. Mà sao anh để đâu mắc mẹ đâu? Anh để đâu mắc tiêu rồi Tâm ơi. Anh đậy cái liềm cho cô he đi chứ anh nói gì? Vậy luôn á, để đâu mắc mẹ đâu. Ta đã lên được ngọn rồi mọi người ơi, trên đây nhân tâm nhiều lắm. Ô, còn cái dây. Ê, cái gì? Ê, cái gì? Lọt rồi kìa. Lỡ kỹ thuật rồi. Mém rớt rồi. Mọi người ơi, cẩn thận mọi người ơi. Giờ còn này đang trên ngọn mẹ gọi không biết nữa. Đang trên ngọn mẹ gọi không biết ơi. Trời ơi, chơi nhớ máy chết luôn á. Thời nhớ cho em gọi lại chứ. Thầy cô biết mà tiền đâu mà gọi. Em lấy cái nón lá em liền lên đây giùm chị, nén quá em ơi. Đen quá. Cháy rồi, về đen luôn á. Đây, bỏ. Cái liềm chứ nó rớt dưới rồi. Không, em nhìn như không có. Ô, đằng sau ba tè một dây nè, đếm kìa. Thấy luôn. Thấy. Thì lá giòn là đâm. Từ từ.
Đây. Ủa, trời, nó nhiều dễ sợ. Wow, lá giòn nè. Mẹ đi chợ bán lá giòn. Một ngòn một ký. Mua một tặng một. À, người ta là muốn em phải len vô bếp, còn mình là muốn em phải leo lên cây. Khổ vậy. Ê. Ê, có tao. Đừng đứng lại vô chúng đi. Nè, đi ra đây. Một xe quá. Ừ, phải giả một phát thi. Ê, ba, ba. Giả một phát thi. Giả một cái là ra rốt, này, rốt, rốt. Không có đi, nó không giả đâu. Cái này nó không giả đâu mọi người, cái này nó rất là chắc chắn luôn. Tại vì dây dùa rồi này nọ nó quấn rất là nhiều trên cây cho nên không bao giờ gãy được. Mình biết chắc chắn là mình mới làm như vậy. Chưa có liếm bá đâu. Em không thấy ở dưới đâu. Có cái dây này kia em chưa hết rồi. Đem qua đây kia cầu. Bá lấy dặn này nhảy con kia nè. Bởi liếm bá ra bắt hành ba. Anh qua bên này, anh qua bên đây luôn hả? Đó là sinh tồn trong rừng xanh. Em đi xuống đường này thiệt hả? Thiệt, xuống đường này với xuống đường kia sao được. Nhả xuống nè. Đâu. Bên này đi. Đâu đâm. Đó. Hả? Qua ba tè mọi người bên đây nhìn qua thấy mình cái dây nó bứt sau đầu luôn á. Bên này, đó, anh chỉ cho. Đó, qua đó. Đó, kéo vô. Từ kéo quần què để anh đi. Kéo không, kéo vô, kéo quần què chịu nổi không? Đâu. Đó. Đó đúng rồi. Ê, coi chừng đứt dây uống. Đó bự. Bứt cái lá đâu cũng được nữa. Nguyên một đùm luôn. Em nghĩ cái thằng của anh bao nhiêu ký? Anh ơi, nguyên một đùm luôn. Mình thả bên sang rồi mình đi xuống coi thề ơi. Cái đó là ngược thề qua, ngược qua bên kia, cái ngọn cây bên kia nó có bao nhiêu? Đã đi. He. Ba. Chết cho anh rớt đống lá rồi. Lượm lá, để lượm lá lại. Vậy chị bỏ vô cái nón ấy em cầm cho. Bởi vì cái nó nhiều của nó như đây là nó mà đạo rồi. Ừ. Em không biết luôn, đi đường này nè ba tè. Đi nè. Đó xuống đâu được. Chỗ này nè. Đâu xuống. Chỗ này nó có cái bệ chỗ này nè. Ôi quá trời mệt luôn rồi. Chắc coi sao không chưa hát cái gia đình đó mà không đi xuống lậu. Từ từ. Biết được khó. Bên đây nha, bên đây vậy. Đây nha. Đây đây nè. Em lên xuống đường cũ, em lên xuống đó ta. Không có té, cái đùm này nó có dây dụa mà té gì. Đi đường cũ quá, đi đường quá. Nè, coi đi tàu bay xuống nè. Không có. Xuống, tàu bay xuống. Xuống. Trời, cái dây xuống đây. Ui, chị lá gió. Nó mắc hại luôn qua tay. Chạy cái đầu nó rớt đất còn tay. Đó, đi tàu bay xuống á. Trời mày ơi. Nó kém thần kia. Từ. Cái chân của chị bị mát á. Rồi, nó kém hơn con. Trời mày ơi. Thấy chưa, đi tàu bay. Ôi da, em mong quá. Sang. Bây giờ đi lượm lá nè. Trời ơi, cái bà này mới làm tớt lá quá trời hết. Nè. Lá nhân sâm nó ngon muốn cháy mười dục nè. Lượm lẹ. Không để mất nữa. Ê, dục em đâu dép sẵn rồi chứ. Thôi, mẹ bỏ, lượm lá đi. Cháy có hấp dễ sợ không? Mình né dài thôi chứ mình đi đâu nữa. Trời ơi, em bao nhiêu nữa thôi. Ăn đưa vô đây em đôi dép luôn nha. Có một cái lá hàng sao biết anh kìa. Một lá sao biết anh kìa anh Nhật. Thấy hết rồi còn quá trời luôn rồi. Nó còn hoài. Kiểu này chắc bán 10 ngàn một bịch mới lẻ dấu mà chứ cực quá. Mình đi coi cái còn chỗ nào nữa không. Trời quá. Ba tè ơi. Nó mất quá đi, cháy rồi giờ sao. Một đống trên đây luôn nè. Cháy không có cái liềm trời.
ngứa quá mọi người ơi, vừa ghẻ giống như khỉ rồi nè, thế là cặp giò ngứa quá rồi. Sáng mai phải đi tắm biển nữa rồi để cho nó sát khuẩn. Mình đã thấy một dây rồi, mình đang tìm cái nguồn cội của nó ở đâu đây. Đây, dây của nó đây. Ba Tè ơi, bây giờ hôm qua đây em thấy nguyên một cái lùm bên đây nó tốt quá rồi, mình tính anh hé không, mình bỏ. Nhưng mà em sẽ... Đây nè mọi người, đó, cái dây của nó nè. Ô, cái lá này đúng ngon luôn á, tại vì cái lá này nó có lông. Nè nè, đó mọi người thấy cái dây đó không? Đây, cái lá nhang sâm nè. Nhưng mà cái này là phải leo lên trên rồi, nguyên một lùm luôn. Ôi, mệt quá à cô. Đây, ra bỏ nhang sâm ra bạn. Cái gì? Đây, cái nhang sâm. Đừng nói em lại chứ. Coi thử là điểm ở dưới đó luôn á. Cái dây mình lấy luôn ơi, mình bỏ. Lấy đi lấy, chủ yếu cái dây nó ngon. À trời, vừa kéo xuống có thêm một lần. Cái trời đất lậu. Ai nhân sâm nè. Ngon không mà là cái dây hết đâu mà. Cái lá nó rớt xuống quá trời đó, em vô em lượm đi. Nghĩ sao dưới đây thoát nước kẹt rồi bị lượm tử. Đó. Lá mùa thu mẹ ru con ngủ. Thấy chưa? Con chưa ngủ, mẹ ngủ mất rồi. Thấy chưa? Đầy đầu em ơi nè, chứ thấy cái gì. Rồi cái lá đâu nữa. Em kêu đạp xuống, à thấy đâu. Chơi chơi chơi, thấy cái gì đâu mình rớt tùm lum vậy mà đồ đi hết nhân sắm. Quay 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 đi. Đâu đâu đâu, đem hết cho. Anh đạp ra đi, đây nè, cái lum đây nè. Hãy đi. Chưa có tới. Chưa tới vậy mà rậu. Rậu, được rậu á. Từ từ nha, anh giữ im đi. Anh bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Đây nè, cái dây này nó nối liền trên kia luôn rồi mọi người nè. Đây mọi người ơi. Ô. Xuống chưa, xuống chưa, xuống chưa. Đúng rồi, đúng rồi, từ từ để em bật ngửa cái này ra nè. Coi là được câu như vậy. Cây. Ê, chưa, đừng xuống, từ. Cái mẹ đu như kỹ mẹ là. Hãy luôn rồi. Trời ơi trời, thiệt tình luôn á. Vậy mà biết sao không ngứa. Ngứa về tắm nhé. Chết bản nè. Ô cái dây này mất ghê không. Không đủ đâu, đủ ngày mai đi bón đâu. Em bón được nhiêu vậy em chia cho. Ôi. Ngon ghê không. Đây lá nhân sâm rừng nè. Giờ ra không đủ ăn nè. Cái này làm nước đường với lại gừng á mọi người, xuất sắc. Quá ngon luôn. Tiếp không rồi, cái nào ở đây á, mà bỏ lên cây á. Cái gì? Bây giờ có lên cây mà lét thì nó rớt á, thì bay ra nó rớt thôi. Kiếm thôi, cái nào ở đây mấy cái lùm lớn á. Bây giờ mất cái liềm rồi mọi người ơi. Ế chăn sâm không biết bón được bao nhiêu tiền mà bây giờ mất cái liềm rậu. Ấn luôn á. Trời trời trời. Thấy không? Thấy vậy? Đốt không cái. Mà cháy cái trên kia rồi đốt, người ta đốt rẫy không cái. À, à. Cáo đâu ba Tè ơi. Hay quá, nó tới bả là bả nhát bả chỉ liền. Ôi giờ gà nổi nè. Giờ gà dựng ngược luôn á. Nổi. Đó nào. Bà sáu lại bả mượn bả cát bả tả đó. Bả bả đi bả tả. Cho bả cát nó giòn bả đi. Thiệt á, được cát nó giòn. Ừ. Thiệt mà. Ghê không? Bả bỏ nghề đó. Bà Sáu là chuyên gia các loại dân đi chợ và đoàn bán. Bỏ sĩ luôn. Alo ạ. Alo. Ê hãy. Dạ. Là bà Sáu bị mất tích thôi. Mà không có biết là mất tích thì sao. Để mất tích thì bà mất tuần 10 ngày gì đó. Vậy đi kiếm cả tháng gì. Tháng gì có nửa tháng nè. Nửa tháng rồi. Ừ, ông kia ông bắt lại bắt đựng ở mấy tháng rồi chi. Ê. 3 tháng còn bụi xuyên không. Phải không? Ừ, 3 tháng còn bụi xuyên. Ngày cưới tháng à.
Có nghĩa là bà Sáu ở nhà ở đây nè. Ba xong bà già rồi bà múc bà tên kia kìa. Mà sao đi đâu lên tới thẳng hề? Bà già bà đi kêu thì hái lá dần. Hồi nãy mấy anh em mình chắc nói hái lá dần của bà kêu dành của bà bên giấu liền. Mà. Không công nhận nha, hồi nãy vô tìm cái liềm mấy lần luôn á, mấy người vô tìm luôn. Mà tìm đâu có đâu. Không có mà không thấy. Ghê không? Vừa bà trả lẻ mà. Bà cho mình thấy chứ trả lẻ gì. Tối đi dưới đường luôn nên đi rồi về ráng về cu nó ngủ như đại. Cu đất luôn. Nó có bà Sáu dưới không? Sáu đầu rồi bà Sáu. Thì hồi nãy tự nhiên hồi nãy tự nhiên kêu tìm thấy cái liềm. Ủa? Tự nhiên da gà nổi lên nhìn nhìn luôn trời. Cái liềm đâu mới nó gì à? Nè, giấu cái mắt cái liềm nữa bây giờ nè. Đi. Không, nói chung là thành quả. Ông bà mình rất là linh. Thành quả nhiều à. Nè. Ôm lấy dân của anh đi chứ em ôm đang xăm của em chứ. Đi vòng gì? Không é nữa nè. Đi vòng. Không, bao nhiêu đủ rồi á. Dặn có mà. Đi vòng nhắn có.